Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Gái Bản của A Tú. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay anh em vẫn tiếp tục làm việc ở trên phía trên công trình con đường Háng Đay này. Hiện tại thì vật liệu ở phía dưới đằng sau nhà Sùng này đã đổ đến hết cái điểm tập kết vật liệu thứ ba này rồi. Anh em tiếp tục đánh máy lên phía trên này để đảo bê tông. Hiện tại là bồn trộn em đã mang lên phía trên rồi. Đó. Còn phần công việc buổi sáng ngày hôm nay thì rất là vui khi có được chị em phụ nữ, tức là đại diện cho cơ quan đoàn thể trong xã ấy, thì có chị em hội phụ nữ, gồm có chị chủ tịch hội phụ nữ xã cùng với lại một số chi hội trưởng đến giúp anh em cũng như là bà con ở phía trên này hoàn thiện nốt cái con đường này. Và mời quý vị và các bạn chúng ta xuống phía góc dưới này. À gì live stream à? Live stream hay live cỏ? Đây à, hiện tại là anh chị em với lại bà con đã đổ được hai cối rồi. Do lý do công việc cả sáng nay bên cameraman cũng có đi mua vài thứ lặt vặt để cho anh em đổ bê tông dễ hơn. Đó là một số cái bàn xoa này với lại một số thứ linh tinh lặt vặt nữa, tức là thức ăn gì đó. Ui, đại ca này đi đâu? Ôi, em có củ khúc khắc to thế, đi bán à? Bà con ở trên này là hay đào những cái đồ rừng mang bán hoặc là uống cái đấy, cái trà đấy giảm giải nhiệt tốt phết đấy. Đây, hiện tại là đã được hai cối và anh em đã kéo bạt lên đến phía trên này rồi. Toàn thể là vật liệu cũng như là bê tông giải đường thì cũng đã đến tầm này là hết sức cố gắng rồi. Mưa nhiều quá quý vị ạ. Tức là đến chiều qua 4 giờ kém 20 thì chúng em lại mới đổ được cái phần dưới kìa. Tức buổi chiều làm đến 7 giờ hơn buổi tối thì mới xong, tức là hết cái vật liệu bên dưới. Bên trên này thì còn hai cối, tức là đổ nhỡ. Thì hôm nay tiếp tục làm hai cối nữa, hiện tại là hết rồi. Đó. Và rất là vui giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn nhé. Đây còn có chị chủ tịch hội phụ nữ xã, đúng không nhỉ? Vâng ạ, chào anh. Chào em nhé. Vâng. Thì hôm nay là rất là vui có chị này, không biết là chị có tên là gì, có thể giới thiệu cho quý vị và các bạn cũng biết được không? Vâng. Em là tên là Cứ Thị Vang. Em là chủ tịch hội phụ nữ xã, thì hôm nay cũng có huy động một số chị em sang bên này để giúp nhân dân của thôn Háng Đay là làm đường. Thực ra cũng nhờ mấy chị em từ mấy hôm trước rồi, nhưng mà mưa quá nên là hôm nay mới sang được anh ạ. Rồi, cảm ơn em nhé. Dạ vâng ạ. Đây là hôm nay nhóm mình đi là có bao nhiêu? Nhóm mình có 12 thành viên, có mấy chị đang xúc cát ở trên kia. Vâng ạ. Đấy, cũng trên cái tinh thần, tức là đoàn kết và xây dựng những cái bản làng đặc biệt khó khăn ở trên cái vùng cao này, thì chúng em rất cần đến toàn thể các cái cán bộ công nhân viên chức ở trong xã tại địa phương mình đang làm, cũng như là các thanh niên ở trong xã nhà đến cố gắng là giúp đỡ bà con là rất là tuyệt vời. Cảm ơn em nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn nhé. Đây, anh em mình lại tiếp tục lên phía trên xem là mấy chị em phụ nữ ở trên bản giúp đỡ bà con đang xúc cát ở phía trên đó. Tại thì anh em đang cố gắng vận chuyển cái téc nước lên phía trên này để đựng nước, dự trữ nước để cho nó thuận tiện trong công việc đảo vữa, tức là để nó nhanh hơn. Còn đợi cái nguồn nước tự nhiên thì lâu lắm, nguồn nó bé. Và hiện tại thì là phải vận chuyển lên phía trên này khoảng 3 tấn trước. Đầu chạy như tôm và jelly chứ. À, đi đâu đi? Để phía trên này. Bảo úp vào đầu chạy như kiểu tôm và jelly chứ. Cái này nó nặng không? Mấy chục cân? Ây da, 50 cân đấy nhỉ. Đi lên nữa để quay đầu. Úi, đừng thả mạnh nhé, nó vỡ. Đổ đây xong xuống lấy xi anh ạ. À.
Đây, buổi sáng ngày hôm nay thì anh chạy tăng bo từ cái chuyến chỗ nhà chị Nu. À đâu, đây, ngay đây rồi. Bởi vì là cái lượng cát hôm nọ bọn em tính là nó bị hụt đi khoảng 6-7 khối gì đấy. Hiện tại là được 3 chuyến rồi. Mỗi chuyến là 2 khối. Sáng hôm nay chúng em cứ tưởng là dậy là không lấy cái xe này đi được. Tức là cũng may nó nắng. Tầm này cũng 10 giờ rồi. Chạy cố gắng được 3 chuyến. Thank you.
cũng khá là muộn rồi, cho nên là anh em cùng bà con nghỉ dùng cơm trưa thôi, xong là khoảng hôm nay chắc là làm sớm 1 giờ gì đó là anh em tiếp tục trở lại công việc. Hôm nay nó đổ bị chậm tiến độ, tức là do là mình còn vận chuyển cái bồn này với lại cái một số xi măng lên nữa, nó rất là chậm cái đoạn đó. Sáng nay có 2 bồn thôi, đi được khoảng 8 mét rưỡi gì đấy. Đây về nghỉ đây đi, vật cơm đi em ơi. Rồi chú Lầu nấu cơm chưa, cả Thao nấu cơm à? Nấu cơm à, đấy chú nấu cơm. Cháu thấy run hết chân rồi. Hả? Ôi trời, tông giật này tí nữa là bật quay. Vậy chị em lại mệt không? Ấy vậy chị em có mận ngon thế nhưng mà tay hơi bẩn chút. Ngon lắm. Đấy. Em ăn mận ạ. Nó quả. Trưởng bếp A Thảo này không biết là có những món gì rồi. Để kiểm tra cái xem nào. Món gì đấy đại ca? Món này thịt luộc. À. Thịt luộc này. Thịt luộc. Lợn luộc nhá. Đấy. Đấy. Món này là huyền thoại. Món này là thịt lợn xào với đậu. Kho đậu. Được rồi, ok, hai món. Món thứ ba là món thòm bóp nấu canh đúng không? Đúng rồi. Đấy. Hôm nay có phụ nữ đến giúp với lại giao lưu, cười nói có vẻ rôm rả hơn đấy, vui hơn các bác ạ. Đấy. Vàng hết cái đầu nhà cái rồi. Giang Thị Dư. À, giúp anh Thảo tí nhá. Có anh Thị. Đấy. Hôm nay có các chị em phụ nữ có vẻ rôm rả hơn đấy. Mọi hôm cái lán của anh hôm nay buồn lắm. Đừng như tầm này là buồn lắm rồi. Ok nhá. Có hoa quả nào là chẩm chéo chanh muối ớt chấm ngon thế. Đâu anh xin quả mận với. Làm đâu mà em chỉ sang đây ngồi xem. Ui, bọn em là vất vả nhất đấy. Mấy ông bà này xúc cát. Đúng rồi. Ê, vừa nãy bảo anh ấy. Em vất vả. Thôi được rồi, cố gắng thôi nhé. Giúp đỡ anh em. Nhưng mà vui lại vất vả nhưng bây giờ nó bị. Vâng. Đấy. Như các cụ có nói đấy. Thì nó đổi lại. Tức là ăn cưới thì phải có thịt gà mà đàn ông phải có đàn bà nó mới vui đấy. Nghe nó rôm rả hẳn lên mà. Nếu mọi hôm mà 4 người đàn ông ngồi chụm đầu vào nhau chỉ tầm này đồng. Một anh đi tắm, một anh nấu cơm, một anh nấu canh xong là im ăn cơm xong là im đi thiết đi ngủ. Đấy, hôm nay con phải vui hơn. Cái này là dưa nhà mình trồng nhé em. Vâng, dưa mua ở chợ nhưng mà bà em trồng ở trên thời tiết ở trên mình nó cũng sẽ ngon, nó khác ấy, nó khác. Anh ăn thử đi. Giòn lắm nhỉ. Ăn đi mấy chị em. Nó đâu, quả này gọi là cái gì nhỉ? Li. Hả? Li, li, đi. À dạ, cái này đi anh à. Đi à? Chứ anh không uống lưỡi được, khó. Đây là quả đi à. Giòn lắm anh ạ. Ăn dưa này mấy chị em bên kia. Ngại à? Nó đâu? Các gia thấy chỗ đông người thì nó đi. Ngại. Được lợn thơm thơm rồi đấy. Thế chú thì thế. Đây à. Nào chị em muốn đi chỗ ngồi chưa? À, hiện tại thì thời gian cũng khá là muộn rồi. Anh em chuẩn bị dùng bữa cơm, giao lưu đoàn kết cùng tất cả chị em phụ nữ ở trong xã đến cùng giúp đỡ thôn bản hàng đây. Mời tất cả mấy chị em nhé. Vâng, mời các anh nhá. Các chị em ơi, mình chặn bát đi. Nào, mời mấy chị em bên kia nhá. Chặn tiêu.
Mời nhá. Mời chưa? Anh em đó đi. Mời cảm ơn các anh nhé. Đấy nhá. Cảm ơn các anh tạo điều kiện cho mấy em. Vừa nhé. Ôi. Mày uống bia. Em mời toàn thể quý vị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình. Mời mấy anh em nhá. Mời mấy chị em nhá. Úi, anh không rõ đâu. Anh uống rượu à? Không không anh. Vừa à, đưa anh vừa điều trị bệnh. Cảm ơn. Vừa mở bụng chậm. Uống rượu. Cấp cứu. Này. À chính chống tàu kia là truyền cho hơn tuần đấy. Em uống bia thôi anh ạ. À được. Thế mà sẵn sàng mời nhá. À sao sang bên kia tí. À, chúc sức khỏe nhá. Mời cái đi. Này hơi nặng nặng một tí. Thôi em uống cái này đi. Alo. Nhẹ nhẹ thôi để tí đi làm anh ạ. Ơi, ấy. Này không cho chỗ này. Phần của ông đấy. Nào, mời đi. Mời nhá. Chú nhá. Phần của ông ấy. Nào, bấm lên. Mời nhá. Nào, mời mấy chị em nhá. Cảm ơn nhá. Mời đi. Hết cháu. Mấy thơ. Thôi đi chú. Không phải vô đi. Vâng, hiện tại thì anh chị em cùng bà con đã ăn cơm xong và trở lại với công việc buổi chiều các bác nhé. A Thảo thì phụ trách về bên đảo bê tông, anh em mà thay ca nhau làm chứ là ôi cho nó vào giữa em ơi. Đào từng đâu một. Cái tag này như nào ấy? Có nước không? Hả? À? Cắm cả buổi trưa không có nước á? Trời ơi, cắm buổi trưa về nhà thôi nó chảy đi hết rồi. Ồ. Thế thì chờ lâu lắm ấy. Có không xem nào? Đây. Ở đây có đây. Được. Làm hai vòi đi. À, em ơi. Cái vòi nữa đâu ấy? Cái này là đầu vào à? Đầu vào. Là không biết. Hả? Đây là kiếm đầu đấy. Ông nào? À đây. Cũng lúc đấy buổi trưa anh em có để cái téc nước ở đây nhưng mà không may là nó bị lỏng cái gen ấy, bật cái gen xả đáy đi, đâm ra là có khi là hơi thiếu nước nhưng mà vẫn được khoảng một cối. Đây mấy chị em đã tập trung ngồi đây rồi. Đóng cốt pha chưa em? Dư. Dạ. Cốt pha chưa? À đua. Em ở nhà phụ trách cái cốt pha với lại cái mặt bằng ở dưới này nhá. Còn tí mấy chị em nhá phụ anh gì nhỉ? À đua nhá. À, 3-4 người. Còn hai người lên trên với lại cái nhóm múc cát ở trên đấy nhá. Xúc cát đây. Vâng. Nhá. Ngồi nghiên cứu gì đấy? Bắt mạng à? Đây, các bác ạ. À, có mỗi cái chỗ này bắt được 4G thôi. Chỉ trong vòng 24 tiếng, cỏ không mọc được. Cứ 24/24 đấy. Lại cái khoảng đấy ra là không bắt được mạng ấy. Là... chị em là phải bắt buộc ngồi đấy bắt mạng. Cái này đầu tiên em tính là cốt pha, định đóng cốt pha nó chạy thẳng lên đây. Đó, cái đây là cái đoạn cua nó hình chữ S, nếu mà thẳng được thì nó rất là đẹp, nhưng mà lý do là ở cái chỗ này này, tại cái chỗ vị trí này nó là cái khe nước hồi xưa ấy, cho nên là đất củ nó đến chỗ này thôi. Nếu mà đóng cốt pha ra đến ngoài này thì rất là nguy hiểm. Nếu mà mai sau nó tháng 7, tháng 8 mưa bão nó to lớn thì nó có thể là gây sạt lở về đến khoảng đất củ đấy thôi. Nhưng mà xe trọng tải lớn mà chạy thì nó không được, mình tính là cái độ bền nó không được cao. Cho nên em dịch thân nó vào đây, chắc cho miếng cốt pha vào đến đây thôi. Còn bên trong không đóng nữa, ăn mực hệt theo cái ta ly dương đổ xuống. Chấp nhận đánh cua một đoạn. Còn làm thẳng thì đẹp lắm nhưng mà. Đây này các bác nhìn lên cái khe nước hồi xưa đây này. Đó. Nó ăn dọc cái khe này xuống nên ra là không thể làm thẳng được. Bê tông á. Bê tông đợi tí, A Vàng đang A Thảo đang đảo.
Em đi kiếm mấy mảnh ván đi, tí nữa chiều nay chở bằng ô tô thì nó sẽ nhanh đấy, mà nó đổ nó sẽ ào đi xa ấy. Mình có thể là cách khoảng 2 mét mới đúng cái vị trí đổ cơ. Đâu rồi, cái xào đâu rồi? Mấy chị em này làm gì đây? À, tổ làm đường ấy chứ. Ừ. Bắt cháy à? Em, nó có bị nhiều không? Lên lấy cái lọ xả ấy. Cái dầu xả anh có một cái lọ ở đấy mà. Trên kìa, xịt vào phát đi hết. Tức là trẻ con nó đi đến lớp thì nó hay bị cái cháy. Các bác ạ. Không phải sao rồi. Cái này cao hơn nhiều. Ơi, ở cái chỗ đây cao đấy. Có năng không? Đấy, đúng 3 mét là đến ta ly. Ơi. Có. San nó ra đây. Chỗ này thấp này. Kiểu gì đó. San nó ra 1 mét này. Đây này. Đấy. San ra đây cho nó bằng. Ok. Vậy là được. Có thể tránh được đoạn này. Đất củ còn dư ra khoảng 1 mét. Còn ở dưới toàn bộ đất củ là dư ra khoảng 2 mét đấy. Để tránh các cái điểm đất mượn. Như quý vị biết là tầm tháng 7, tháng 8 ở trên này là mưa, bão kéo dài. Từ tháng sau đi thôi. Nó đã nguy hiểm rồi. Mà đổ áp vào cái chân ta ly dương. Không làm mương thì nó trôi đi ngay. Nhưng nếu làm mương thì phải làm mương bằng bê tông. Các bác nhé, làm như kiểu cái máng ấy. Đúc thẳng xuống đấy thì mới chịu. Chứ còn đào đi theo cái mép đường bê tông thì nó khoảng một tuần trôi hết. Như các cái điểm xã vừa rồi chúng em được đi qua là tuần trước búc mặt bằng, tuần sau làm mương, tuần sau nữa là không còn cả mương cả đường nữa, lại tiếp tục múc lại, như thế là nguy hiểm. Còn đi các xã vùng cao thì thường là không có mương. Bên trong này đổ áp thẳng vào đây. Nếu mà đường liên thôn, tức là tùy theo địa hình mà làm thôi các bác. Chỗ đấy hơi cao đấy em ạ. Đây này, chỗ này thấp này. Chỗ này thấp khoảng 3-4 phân. Chỗ này khoảng 3-4 phân. Em đuôi. Tí bảo chị em làm là bên ngoài cao hơn bên trong nhá. Nó hơi chéo chéo vào bên trong tí. Sao? Đấy nhá, xào thước để đây nhá. Mấy chị em ở đây phụ 4 chị em kia nhá. Ở trên kia là có bao nhiêu người đi ấy à, xúc cát rồi? Ba người. Phải từ 4 đến 6 người. Ờ, thì anh lên đây đi. Chị em bảo nhau làm nhá. Tự giác thôi.
Mỗi tàu còn lại chừng gãy tóc từ rồi nhỉ. Hôm nay mình đừng có cắt như hôm nọ nhá. Quay đi. Tại là 17 giờ 25 phút hiện tại đã bà con cùng với anh chị em ấy cũng đã nghỉ giải lao, còn tất cả anh em chị em ở trong thôn thì vẫn còn ở lại tiếp tục làm khoảng 2 cối nữa mới nghỉ các bác nhé. Ui giờ Giang Thị Dư về cùng anh chị em à. Thôi tinh thần nhá anh chị nhá, các chị à, em không biết nói gì hơn nhá, tức là cảm ơn đến gửi lời cảm ơn đến các chị nhá, sức khỏe nhá, cảm ơn nhá, cảm ơn nhá, vâng, cảm ơn chị nhá, vâng.
Đấy, các chị đường xá đi lại còn rất là xa, từ đây qua ủy ban cơ, nó rơi vào khoảng chục cây số. Cho nên là bây giờ là 7 giờ 25 rồi thì về nhà chắc cũng 6 giờ đấy. Đường đồi núi dốc cao nữa. Đi lên đây rửa chân tay ông chào anh chị em một. Úi, xả mí mí thôi không ngon à. Thôi nhá, anh cảm ơn nhá. Vâng, đây, cảm ơn chúc sức khỏe em nhá. Vâng. Đấy, không quản ngại đường xá xa xôi. Đến với bà con, được rồi. Đến với bà con giúp đỡ bà con thì anh không biết nói gì hơn nhá. Cảm ơn nhá. Rồi, ok. Đây các anh các chị làm sau thôi. Các em ấy nhá, về trước đường xá là xa xôi là về trước nhá. Anh cảm ơn em nhá. Ok. Chào anh nhá. Cảm ơn em nhá. Em vừa rửa tay xong. Rồi ok. Em chỉ giúp được một ngày ít đỏ thế này thôi thì mong các anh cũng cố gắng để hoàn thiện chương trình ạ. Rồi rồi rồi. Ok nhá. Vâng ạ. Đấy, anh cảm ơn em cùng với lại tất cả các chị nhá. Vâng ạ. Vâng. Lời cảm ơn cũng như là lời chúc sức khỏe nhá. Vâng, cũng muốn là ở với các anh lâu hơn nhưng mà chị em cũng ở xa với lại bọn em đi đường cũng hơi lo nên đúng là rồi. Bọn em về sớm hơn nên các anh tí mới nghỉ ạ. Rồi rồi rồi. Ok. Vâng. Nhá. Cảm ơn nhá. Ấy da, ấy da. Được không? Cẩn thận quệt vào người nhá. Người phải tránh nhà thì mới đi được. Ồ, hút cái này phải đến 3 tạ. Được đấy nhỉ, ấy da, ấy da. Khá nguy hiểm đấy. Vừa rồi thì tất cả chị em phụ nữ của xã đến giúp đỡ bà con hàng đây thì cũng đã xin phép về rồi, về trước một lúc bởi vì là cái đường xá nó khá là xa. Cũng qua quá trình là làm mấy ngày rồi, mưa nắng thất thường nữa thì xem là tinh thần là anh em ở đây là đo một phát xem là nó có độ dài bao nhiêu. Em sẽ đo trực tiếp xem là độ dài từ đây đến dưới chỗ dốc đầu đường ấy, nhà chua ấy, xem nó là bao nhiêu mét các bác nhé. Anh em ở đây ấy nhá, làm sao nhá, để anh đo một phát xuống đây xong là tí nữa quay lại lấy cối sau nhá. Ui Trắng ơi, xoa cái đoạn này sao nó kiểu gì đây. Ồ, đi tập lái xe như kiểu mẫu giáo đấy. À giờ ui giờ anh về lấy cái hộp đồ giải em vậy. Xe đang A Thảo cho tuột bên xích ra rồi. Không có đồ lắp đâu. Ấy, Mùng ơi. Mùng chí Mùng. Hả? Ấy nè. U, không dám vào đây. Chết rồi. Cái đấy. Không dám vào đây xước hết mặt này. Thôi. Đây là bà con có một cái tức là mấy hôm mưa ấy. Đây là cái con đường độc đạo không thể tránh ra bên ngoài được do lý do là rất là trơn. Cho nên là bà con đi xe máy tạm qua thôi. Có vài chỗ đâu bị xước đấy. Cái này mình định xoa anh em bà con A Tuyến thì bảo là xoa bóng nhưng mà bà con mà không xoa nữa, tức là cũng đã rút kinh nghiệm ở các cái đường bên làng Nhì kia rồi, rất là trơn đấy, nếu mà xoa đánh bóng ấy, phải xem cái độ dốc bao nhiêu trong là để nguyên cái mặt đá nó như thế thôi, lấy thước gạt qua thôi chứ không dùng bàn xoa với lại kéo bạt cũng như là cái đầm dung ấy, đầm lá ấy, đập thước chứ không phải đầm lá. Hiện tại đã đến 145 mét rồi. Ok, đúng kim đây. 165 à 167 chứ. 167 mét. Tiếp tục. Hơn 200 mét à. Vâng, đủ cái này thì rất là nhớ tuổi thơ các bác ạ.
thời thả trâu ấy, chặt được cái mắt của cái tre, cái đốt của nó ấy. Tức là mình để một cái cây nứa, à cái cây ngọn tre, tức là cũng bằng cái cây này, rồi xuyên một cái đũa qua, xong là để hai cái đốt, chặt tiện hai cái ống đi, còn để hai cái đốt nó cũng bằng cái bánh xe này, nhỏ nhỏ tầm này, để hai bên cái đầu đũa ấy, xong là cứ đủn thế này thôi. Trời nắng thì ra phơi nắng, xong là người lớn thì quát bảo về ngủ trưa, nhưng mà không, thích đủn xe. Hiện tại là cũng hơn 400 mét rồi, 422 mét, gần đến đầu đường rồi các bác. 42, 43. Cũng phải nói là mưa nắng cũng gần một tháng trời đấy. Đâu, phải không nhỉ? Bắt đầu đổ là hôm bao nhiêu nhỉ? Rồi, ok. 448 mét. Thì tí nữa một cối nữa thì chắc là được 500 mét. À đâu, 450. 800 mét nhanh thế. Đây các bác, 448. Còn khoảng hôm em nhớ là mùng 3 tháng 3 âm lịch, thì đúng hôm mùng 1 là em đổ. Hôm nay là ngày 28. À đâu, ngày 15. À 28 tháng 4 chứ. Đúng rồi. Bắt đầu đổ, còn mưa nắng nữa. Ok rồi. 448 mét các bác nhá. Em đổ từ hôm mùng 3 tháng 3 âm lịch. Mùng 1 tháng 3 thì bắt đầu đóng cốt pha, đổ được miếng dưa đầu tiên, xong bắt đầu lại mưa. Mấy ngày xong bắt đầu mình đổ, tiếp tục đổ. Vào đúng cái ngày dính ốm. Đổ được mấy hôm thì ốm. Đấy, dở ra là đúng không vong là ốm. Mấy ngày liền sợ. Giờ tiếp tục trở lại với công việc ở bên trên, cùng anh em và bà con trở lại với công việc đảo bê tông và đổ tiếp đường các bác nhé. Vâng, và sau một ngày làm việc cùng tất cả bà con trong thôn, đó là cái tổ của A Lầu, và sau nữa là các chị em phụ nữ ở trong xã đến giúp đỡ bà con hàng đây. Thời gian thì chúng em vẫn còn tiếp tục đổ thêm một cối nữa, chắc mới là tối, giờ hơn 6 giờ rồi. Cho A Vàng anh ấy về trước để chỉnh sửa cái video. Và nội dung video em cũng xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Mùng chế.